Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời chị bạn. Chúng ta giới thiệu về mình. Mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ, em tên là Nhật Ái, 23 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư phạm, khoa Giáo dục Tiểu học. Vậy là quê mình ở đâu em? Dạ, em ở Hóc Môn ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh luôn, dạ. 23 tuổi. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên Lê Nguyễn Thành Đông, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em là trưởng phòng kinh doanh. Mình là ở đâu? Dạ, em quê ở An Giang ạ. An Giang lên thành phố là ở đâu? Hiện tại em ở quận 11. Với một cái hình dáng thế này, với một sự năng động và một cái chức vụ như bạn thì tôi không tin rằng bạn gọi là ế đâu. Dạ thì trước giờ thì cũng quen được khoảng 4 mối tình rồi. Cũng nhiều nguyên nhân, nhiều lý do thì cũng không đi được với nhau nữa. Lý do nào bạn có thể nói một số lý do để mình rút kinh nghiệm á mà. Em đi quá nhiều, em làm nhiều á thì thành ra là nó ảnh hưởng rất là lớn. Hôm nay nếu như bạn mà quen bạn gái bên kia, dạ, bạn đi nhiều quá như vậy, dạ, mất cơ hội nữa thì sao? Từ trước á thì em hình dung là mình sẽ cố gắng làm, lo cho sự nghiệp trước. Rồi lúc đó là mình mới tập trung là gia đình. Bữa nay 29 tuổi rồi ha. Dạ đúng rồi. Thì gần đây á, thứ nhất á là mấy anh chị em trong gia đình á là cũng bắt đầu là lần lượt là cưới. Rồi nhất là chị hai em á, chị ruột em á thì có em bé. Mà em thấy là giống như đến lúc mình đã lập gia đình rồi thì em biết là mình phải nên tập trung như thế nào. Đúng rồi, rồi. Bớt để công mình... việc lại ha. Dạ, tập trung cho tình yêu. Bạn nữ bên đây thì mình cũng không tin là em lại cũng bị ế. Chị thấy em rất là dễ thương và đi học trong trường thì chắc là cũng phải có nhiều anh dòm ngó đưa, dạ, đón. Trong trường em khoa giáo dục tiểu học thì ít con trai lắm chị. Đa số là bạn nữ là nhiều. Nhưng bây giờ mình đang còn đi học. Nếu bây giờ hai bên mà kết nối được với nhau thì em nghĩ bao lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ chắc có lẽ là em phải tốt nghiệp ra trường, có công ăn việc làm ổn định rồi em mới... Là bao nhiêu lâu? Ảnh 29 tuổi rồi, giờ ảnh muốn vợ dữ lắm rồi. Dạ chắc cũng khoảng... 1-2 năm gì đó chị. Hết hồn, 1-2 năm được hả anh ha? Dạ em thì 5.5 đến 2 năm là ok. Vậy dạ, được rồi. Tưởng bạn này đòi ổn định công việc, bạn nói 3-4 năm, cái bên kia anh đợi đâu có nổi đâu. Thôi bây giờ mình nói luôn đi. Mình muốn tìm một người yêu, một người vợ như thế nào? Xinh xắn, dễ thương. Ai cũng thích hết. Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì giống như bạn nữ, tư tưởng cũng chuẩn, biết được mình. Tư tưởng chuẩn là sao? Dạ thí dụ như có một số bạn nữ nói là không biết nấu ăn, không thích nấu ăn, giống như thời buổi giờ thì không sao hết, giống như bạn không biết nấu ăn thì bạn bù lại bằng vấn đề gì đó. Em và bạn nữ đó là cũng cùng nhau suy nghĩ làm sao lo chuyện đó cho nó ok, chứ không phải là không biết nấu ăn rồi vậy thôi hết. Thôi không gì đó, chưa thích gì nữa người phụ nữ nữa. Dạ từ trước tới giờ thì em thấy em để ý là em thích bạn nữ mà có ngón tay ngón chân nó dễ thương á, nó đẹp á. Ngón tay ngón chân đẹp hả? Dạ đúng rồi. Em cũng không biết sao nữa. Nhưng mà bàn tay bứt măng á hả? Thì coi coi. Dạ, dạ cũng giống vậy á. Thích bàn tay thôi. Này bứt măng không chị? Đương nhiên là những yếu tố khác thì nó cũng quan trọng, nhưng mà đó cũng là một trong những điểm cộng em rất là thích. Cho coi luôn đi để người ta có cái tinh thần người ta nói chuyện. Đây đây, đưa ra đây đây này, qua cho coi tay. Đó giờ mình đi coi đàn gái coi mặt. Giờ bên đây dù coi tay trước. Lạ thiệt. Này tay chị Tường. Sao? Được không? Dạ, 9 điểm. 9 điểm, được rồi em. Dạ. Sao biết tay tôi hay vậy? Tay tôi gớm lắm hả? Tay tôi được mấy điểm? Dạ. 6. Tại chương trình điểm. Chương trình còn đang quay tiếp á, anh chị cũng 9 điểm. Dạ. Được, biết cách. Em có cái tiêu chuẩn gì để tìm bạn trai hay không? Dạ, em ghét mấy bạn trai đẹp trai, ga lăng, cao to lắm chị. Kì vậy? Dạ, tại vì ghét vậy? Của nào chờ trao của đó không chị? Rất là dí dỏm. Bên này hơi bị chuẩn đó em. Dạ. Có điều gì mình không thích? Dạ chắc đầu hói, bụng bự. Chắc anh trẻ anh không có. Không mấy đứa cái bụng qua đây cho tôi coi coi. Không có gì hết á, yên tâm đi. Đâu, tôi không có tình ai hết trơn á. Dạ, em chào chị. Được ha, không có hói nhiều, chỉ hói nội bộ vài chỗ thôi. Mà em có tật xấu gì không? Dạ có, em nghĩ là cũng rất là nhiều ạ. Cái gì? Thí dụ như là em hạn chế mấy việc nhà lắm. Giống như thứ nhất là mình lo làm, cái thứ hai nữa là giống như mình cũng không thích việc nhà rồi đó. Ví dụ như rửa chén, giặt đồ, quét nhà, lau nhà rồi đó, là em rất là hạn chế những mặt đó. Rồi giả tỷ bạn nữ cũng hạn chế luôn rồi sao? Ăn em... xong đập chén. Em là nghĩ anh thì em làm hết luôn hả? Mình cũng sắp xếp được, thí dụ như
cả hai cùng đi làm. Ví dụ việc ít thì mình sẽ chia nhau ra làm, phải chia sẻ nhau. Có phụ vợ đúng không? Dạ đúng rồi, ok. Mà không thích thôi. Còn nếu như mà việc nhiều hay là có em bé đó thì cố gắng thiệt nhiều, làm thiệt nhiều rồi mướn người chăm sóc. Được ha. Dạ. Có phụ đừng có lo, nhưng mà em biết làm việc nhà không? Dạ anh Hoàng, dạ, xem bạn gái rồi hợp với thằng trai không nha. Xin chào cô gái. Rất dễ thương. Đàn trai phong độ, lịch lãm, giỏi giang. Em thích người đàn ông làm thế nào để mình có nhiều niềm vui nào? Dạ, ảnh biết cách quan tâm. Quan tâm. Chăm sóc, còn phải biết nghĩ đến người khác nữa. Đừng có để bụng những chuyện nhỏ nhặt nhỏ nhen, đừng có gia trưởng. Anh này có gia trưởng không anh? Dạ, em không có vấn đề đó đâu. Đúng rồi, người miền Tây ít có gia trưởng lắm. Dạ. Anh này cũng thoáng lắm, hài hước nữa. Rồi gì nữa, mong muốn anh làm gì cho mình nữa? Dạ, cũng đơn giản, anh muốn làm gì thì anh làm. Anh muốn làm gì làm. Em cũng không đòi hỏi gì nhiều ạ. Em có phải là người phụ nữ thích lãng mạn không? Dạ, em nghĩ là phụ nữ nào cũng thích lãng mạn. Thích lãng mạn. Dạ. Em ơi, em trai có lãng mạn không em? Có những lúc em rất là lãng mạn. Thì em hy vọng sắp tới là lãng mạn nhiều hơn nữa. Dạ, nếu mà hình tượng thì em muốn là giống ba em. Ba em? Ba em là một người chung thủy, thật thà. Việc gì cũng biết làm ở nhà hết, như là sửa điện, sửa xe, sửa ống nước. Nói chung là việc nhà là ba em đều biết làm hết. Ai cũng ngưỡng mộ ba mình và muốn người yêu của mình giống ba của mình hết. Dạ. Giống mẹ mình ha. Anh thấy hai bên cũng hợp rồi đó. Về vóc dáng, về ngoại hình, về tư tưởng, về những cái suy nghĩ. Dạ. Đề ra là nó cũng gần như hợp. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Bạn gái mình đi với ai? Mình đi với ai? Dạ em đi với em họ và những người bạn của em ạ. Rồi, đâu? Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Em là em họ của chị Ái. Em thấy anh bên đây thì ảnh cũng cao, cũng có tính hài hước. Em không biết là anh ở quận 11, chị em thì ở Hóc Môn á. Dạ. Khi mà hẹn hò thì hai người sẽ thu xếp thời gian như thế nào? Đối với anh chuyện đó là rất là đơn giản. Hóc Môn với quận 11 rất là gần, không thành vấn đề. Cũng trong thành phố mà em. Dạ đúng rồi. Thì em mong là sau chương trình này thì anh chị sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu hơn nhiều về nhau. Vậy là cơ bản là phù hợp phải không em? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Bạn nam. Dạ em đi với chị với anh em. Xin mời anh chị. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ chào chị. Em là chị của Đông. Hôm nay em thấy là hai em nói chung là cũng tương đối hay hợp nhau ấy. Là hy vọng là hai em có thể đến được với nhau như cả nhà mong đợi. Cảm ơn cả nhà. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt đi. Kéo màn. Đấy, hai bên cứ nói chuyện với nhau đi nha. Đó, mình kiểm tra chiều cao, mái tóc, cân nặng gì đi ha em ha. Em hỏi đi. Anh có định lập nghiệp ở thành phố không ạ? Anh là con trai út trong nhà, ba anh mất 5 năm rồi. Trách nhiệm của anh thì anh phải về với mẹ. Nhưng mà mẹ nói thì tùy thôi chứ không có ép buộc. Thì nên cái chuyện mà về hay ở hay là làm ở đâu đó thì anh nghĩ là tùy cái tình hình nó sắp tới nó như thế nào đó. Dạ. Anh có thấy em trẻ con quá không? Cái tuổi của em với tuổi của anh cũng hơi cách xa nhau á. Cũng không xa nhau quá đâu. Anh cũng còn tươi lắm chứ không có đến mức. Với lại anh biết bạn nữ á, thường muốn một người nam như thế nào hay là muốn được chiều chuộng như thế nào. Ở tuổi của em đó thì có những cái mong ước nó lãng mạn cho nó thích thú đó. Dạ. Thì anh tin rằng là anh đủ khả năng hát hò nhảy múa gì em biểu diễn đi. Đúng rồi, anh sẽ đáp lại liền. Em không hát em đọc được không chị? Đọc cái gì? Đọc bài hát hả? Dạ. Được không có gì? Hát. Được luôn. Vũ trụ này biết bao nhiêu thứ để tìm vui. Em gặp anh là điều duy nhất làm em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới đi yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết được đâu mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, em muốn về với anh. Nơi Sài Gòn này quá chật chội, nói làm cuộc sống em lắm lem. Những lời nói phô bày tình cảm, anh đừng nghĩ em cắt cớ. Em có thể đánh vần trái tim bằng từ nhờ ơ nhơ sắc nhớ. Thế giới này thật to, tim em chỉ cần anh hiểu rõ. Lãng mạn và yêu em, mong anh một ngày sẽ hiểu nó. Yeah. Đọc được không? Đọc giống bạn được không? Dạ em nghĩ cô giáo thuộc bài còn trò không thuộc bài. Thua đúng không? Thua nha, 1-0. Nãy em chưa hỏi anh là không biết anh có lăng nhăng không? Anh gật đầu hả anh? Không, anh gật đầu là giống như anh sẽ trả lời á. Gật gù. Anh nghĩ cái duyên vợ chồng á, nó cũng lớn lao, nó cũng cao cả lắm.
nên anh muốn tìm một người nào đó khi mà mình cưới á, thứ nhất là mình tin tưởng tuyệt đối với nhau, thứ hai là hai bên cũng phải là yêu thương nhau hết lòng. Thì anh nghĩ là anh không có chuyện đó. Nếu phải về An Giang làm dâu thì em có đồng ý hay không? Dạ chắc là phải trong quá trình tìm hiểu ảnh tạo cho em cái cảm giác là tin tưởng và yêu thương, em mới có thể là suy nghĩ lại. Giống như anh nói với em gì, thứ nhất á là mình sống để mưu cầu hạnh phúc, tìm niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Và khi mình cưới nhau á, nơi đâu có hai vợ chồng, mình ở đâu mình thấy an tâm, thấy vui vẻ, thấy thoải mái là ok. Dạ. Anh không quan tâm nó là ở đâu hết. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Rất nhanh. Nắm tay nhau. Đấy. Rất xứng đôi. Mọi người thấy xứng đôi mà. Hình như họ đã yêu nhau từ lúc nào rồi đấy. Hôn đi, chàng trai nào? Thôi má là. Má là. Quy định của chương trình là như vậy bạn. Khi ta bắt đầu bấm nút thì chúng ta đã chấp nhận là mình đã quen nhau rồi. Nào. Dấu ấn ngày đầu tiên. Đúng mình rồi. Gặp mặt. Anh Hùng ở đâu? Hùng hỏi Hùng ở đâu nữa. Hùng chán. Hùng chán không còn. Được, anh định nói Hùng chán không được. Sao vậy? Ai biết ảnh không à? Được. Má em là nhắm mắt đi. Được ha. Thôi, hết này hai đứa đi An Giang được rồi đó. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Đây là những chiếc vé xem phim từ hệ thống Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Cố gắng nha. Báo tin mừng cho chúng tôi nhé. Nắm tay thật chặt không được buông ra. Rồi, dẫn cô ấy đi hẹn hò đi xem phim. Cũng có lập một gia đình rồi, phải cũng ly hôn nhiều người hay nào. Có lớn chút xíu đi bạn. Sau hôn nhân đổ vỡ thì anh đó sống như thế nào? Và cái mối quan hệ sau hôn nhân đổ vỡ của anh đó với chị đó như thế nào nữa? Có rõ ràng hay không? Như vậy là chúng ta đã thành công trong ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hạ Màn. Mời bạn nam. Chân bị đau. Mời bạn nữ. Rồi, ngồi đi em. Rồi, bạn nam giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Lưu, em tính Long An. Bạn làm nghề gì? Dạ, em kỹ sư cơ khí về toan thép anh. Như hoa sen, tông hoa sen vậy đó. Hôm nay bạn bị đau chân đúng không? Dạ, bị đầu gối, bị chặt khớp. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Chào quý vị khán giả và chào anh bên cạnh. Em là Hồng Ly, năm nay em 32 tuổi. Em đến từ Bình Phước. Hiện tại em đang công tác tại Bình Dương chị. Ủa còn anh bên kia là mình làm việc ở Long An luôn hay ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, làm ở Bến Lức Long An chị. Bến Lức Long An luôn. Cặp này hẹn hò nhau cũng hơi cực chút xíu. Tình yêu sẽ làm chúng ta vượt qua được tất cả. Có ngại ngùng gì không? Dạ, em ở Long An hơi xa chị. Không sao, ảnh sẽ tới. Yên tâm đi, đàn ông người ta làm được. Mình giới thiệu một chút về mình đi, điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? Dạ thì điểm mạnh của em nghĩ là một người của gia đình. Em biết nấu ăn, em có thể nấu tiệc cho khoảng 3-40 người. Nấu tiệc được luôn ha. Dạ. Còn điểm yếu thì nhiều lắm chị. Điểm một yếu vài điểm yếu nhất. Em mê ngủ. Em luôn báo thức trước 15 phút nhưng mà toàn bị trễ không chị. Nhưng mà đó là... Có nghĩa là báo thức rồi, báo thức quen vẫn không chịu dậy. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đó là trong mỗi buổi sáng đi làm thì em hay có tính đó. Nhưng mà mỗi lần mà đi chơi hay gì đó em dậy sớm lắm. Trời ơi, cô 32 tuổi rồi mà tưởng như cô 23 tuổi chứ. Rồi bạn trai, bạn có kể một chút xíu về tình trường của bạn. Dạ, vấn đề tình trường thì em cũng có lập một gia đình rồi. Em cũng ly hôn người hai năm. Nói lớn chút xíu đi bạn. Bạn có gia đình rồi, ly hôn 2 năm rồi. Dạ. Có con chưa bạn? Dạ, con được 4 tuổi anh. 4 tuổi? Vậy thì bây giờ con ở với ai? Dạ, con ở đang ở với mẹ. Bé trai hay bé gái vậy bạn? Dạ, bé trai chị. Như lý do tại sao mà tại vấn đề như vậy bạn? Vợ thì cũng đi làm ở xa. Mà em cũng kêu về, cũng năn nỉ về lắm rồi. Nhưng mà không chịu về. Xa là ở đâu? Vợ thì quê ở thị xã Tân An luôn. Nhưng mà làm ở Vĩnh Hưng á, giáp Campuchia anh. Mấy năm rồi bạn? Dạ, hồi tháng 5, 2015 á chị. Gần 2 năm rồi ha. Dạ. Rồi,
Rồi suốt 2 năm qua là bạn có mối tình nào không? Dạ không chị. Tại vì em thấy cái vấn đề của em thì cũng đã một đổ vỡ một lần rồi. Thứ hai nữa là cũng có con, cho nên là em cũng rất là ngại vấn đề đó. Đúng rồi. Dạ. Thôi để tôi qua tôi nói chuyện với bạn gái chút xíu. Cái chuyện này nó... Dạ, chào anh. Chào em. Hồi nãy nghe anh ấy nói rằng anh ấy có gia đình rồi, đổ vỡ có một con rồi thì em cảm nhận sao? Thật ra thì em cũng không quá quan trọng về bạn nam đã ly hôn. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là em cảm thấy là không biết là sau hôn nhân đổ vỡ thì anh nó sống như thế nào. Dạ, và cái mối quan hệ sau hôn nhân đổ vỡ của anh đó với chị đó như thế nào nữa, có rõ ràng hay không? Những người từng đổ vỡ thì họ sẽ biết trân quý giá trị gia đình hơn. Đúng rồi, như thế là được rồi đó. Bây giờ bạn mong muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Cao khoảng 1m65 trở lên, ngoại hình dễ nhìn, không quá gầy, hơi tròn thì được. Tròn, có tròn. Không bị hô. Có hô không? Có hô không? Hơi hô đó. Không có hô, có dồ được không? Sao im re vậy? Không. Để chị hỏi được chị. Chào chị. Trời, 32 tuổi mà còn trẻ quá ha. Còn dạ. Con cái thì bạn nghĩ, bạn tính như thế nào? Con bây giờ tuổi của con em 14 tuổi thôi. Khi mà con nó được đủ 7 tuổi mà để lên lớp 1 á, thì có thể là em xin cái đón con về. Không biết bên bạn nữ có chấp nhận hay không. Rồi một chút nữa chị sẽ hỏi giùm cho em. Dạ. Bây giờ nếu mình lấy nhau thì hai vợ chồng sẽ ở đâu? Thì có thể là ở Sài Gòn hay là ở Long An cũng được. Okay, cảm ơn bạn. Bạn cũng nghe bạn trai đã chia sẻ rồi. Thì bạn cảm nhận như thế nào? Dạ thì thật ra em rất là thích con nít. Thì cái vấn đề đưa bé về nuôi thì không sao cả. Nhưng mà em vẫn có một cái chút băn khoăn lo lắng, đó là hiện tại đây thì em thấy hầu như người ta rất là thành kiến với lại chuyện mẹ kế. Nên em sẽ rất là lo lắng về cái việc đó. Không có vấn đề gì đâu, đó là những quan điểm ngày xưa thôi. Thật ra bây giờ con ai cũng là con với lại con nít mà. Nó có tội tình gì đâu, mình yêu thương nó sẽ yêu thương mình. Em đừng có lo quá cái chuyện đó. Rồi bao lâu thì mình sẽ sanh một đứa con riêng cho hai vợ chồng? Dạ cái đó thì vấn đề do bạn nữ chứ mà em cũng đâu có quyết định được chị. Rồi một chút xíu nữa kéo màn lên thì hai bạn sẽ trao đổi kỹ với nhau hơn. Bây giờ thì mình muốn hỏi thăm ý kiến của người thân, bạn có đi với ai không? Dạ có, em đi với anh chị họ, với lại một em hàng xóm với lại một chị bạn. Rồi. Dạ chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào toàn thể quý vị khán giả, người dân miền Tây nói chung là cũng thật thà. Và em cũng đã trải qua rồi thì nghĩ là cái sự chín chắn nó có. Tôi mong thì hai em cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Dạ. Anh trai đi với ai? Dạ, anh đi với lại anh. Dạ, chào anh. Thấy đối tượng bên kia thế nào? Chào chị Trấn Tường. Dạ. Em nhận xét em với em á, chuyện tình nó có lận đận. Nhưng mà nói chung hai đứa cứ thấy được thì cứ tiến tới đi. Nhưng mà thấy cơ bản là hai bạn này có thích ứng với nhau hay không? Thấy được. Nhưng mà bạn nữ thấy hai cái tên đó, Lu, Ly. Nếu Lu Linh thì mình sợ. Ly mai mốt đó, em phải cứng rắn hơn. Nói chung là 32 tuổi rồi nhưng mà còn trẻ em lắm. À, anh có tính xấu gì không anh? Mà nãy giờ anh chưa có nói không anh? Không, Lu được cái là nó... Khi mà hứa ai á, hứa là phải làm. Có uy tín. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Lu nè, anh hỏi em muốn tìm một người yêu sắp tới như thế nào? Dạ em muốn tìm một người phụ nữ thứ nhất là bao dung, thứ hai nữa là cái vấn đề là có trách nhiệm chia sẻ, có gì thì cứ nói việc với nhau hết chứ không có gì mà phải giấu giếm gì cả. Em không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích là vấn đề là người phụ nữ là hay nói nhiều, xô xua hay là đua đòi á. Rồi được thôi, hai người gặp nhau đi. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi ảnh nha. Dạ. Vì đây là cái cơ hội, mình cũng 32 tuổi rồi ha, tìm hiểu chín chắn để tiến tới hôn nhân. Đây là món quà anh mua tặng em. Cảm ơn anh. Dạ, em thấy anh thấy như thế nào? Trước khi cảm nhận về anh thì anh cho em hỏi một câu hỏi. Đó là nếu như hôm nay người ngồi đây không phải là em mà là một cô gái trẻ đẹp và anh cảm thấy là rất là hợp với anh, nhưng mà anh cũng cảm nhận được là cô ấy không thích anh và chắc chắn là cô ấy sẽ không bấm nút, thì anh sẽ bấm nút hay không? Có, chắc chắn hơi khó. Ở trên chương trình này là một cơ hội cho mình. Cho dù ở trên đây không phải là cặp đôi nhau thì ở dưới kia mình cũng là bạn bè, không gì cả. Vì em thích một người đàn ông có bản lĩnh. Và em hỏi anh câu đó thì cũng để nhìn nhận anh là anh có bản lĩnh hay không. Từ những công việc nhỏ nhất, có nghĩa là nếu mình thích thì mình sẽ bấm nút, chứ không phải vì là bạn gái không thích cho nên thôi, mình biết là bạn gái không thích nên mình có thể là cô gái không bấm nút đó. Nhưng bạn thích thì bạn phải bấm, thích vẫn cứ bấm. Đúng rồi. Đấy, hay đấy, cái này hay đấy. Thì cái nhận xét của em về anh á thì
anh, em nhìn đó thì thấy anh hiền, thật thà. Và bản lĩnh thì em nghĩ chắc anh cũng là một người có bản lĩnh. Em rất là cần một người như vậy. Vì em sợ nếu mà một người không có bản lĩnh đó thì thấy khó lại buông xuôi. Vì em đã trải qua một mối tình đó thì nói chung là do anh đó không có đủ bản lĩnh để vượt qua cái rào cản của gia đình. Và cuối cùng thì em và người đó không đến được với nhau. Cho nên em sợ cái vấn đề đó xảy ra. Ở cũng hơi hơi xa xa nhau đó, thì giờ hẹn hò mình sẽ hẹn hò như thế nào bạn trai? Ủa em ở Bình Dương khúc nào? Dạ em ở Thuận An anh. Thì chắc phải là một tuần thấy mà anh sẽ lên một lần. Anh nói anh ở Long An nhưng mà anh ở chỗ nào Long An? Nhà thì ở Châu Thành. Long An thì làm mà là ở Bến Lức. Em cũng hay về Bến Lức lắm. Em có một người bạn chị rất là thân. Thì trước đây em rất là hay về đó. Nếu mình hôm nay mình có duyên với nhau á thì em cũng mong là có ngày mình sẽ quay lại Bến Lức. Yeah. Vậy là em có đồng ý theo ảnh về Bến Lức để lập nghiệp khi mà hai người tiến tới hôn nhân hay không? Dạ nói chung á thì lập nghiệp ở đâu á thì không quan trọng chị. Nếu mà ở đâu mà có thể cho mình công việc ổn định tốt hơn thì em sẽ ở nơi đó. Yeah. Rồi bây giờ nếu như cô này có đồng ý về quê của anh để mà sinh sống thì anh có tìm được việc làm cho cổ không? Dạ nếu có thì được chứ chị. Dạ, nếu mà được. Dạ em hiện tại em đang công tác ở phòng kế hoạch của công ty sản xuất giấy. Dạ. Bây giờ hai người nhìn nhau và nói cảm nhận của mình hiện tại bây giờ như thế nào? Anh nói ha, thì khi mà anh đã đi lên một con đường rồi, tỏa sáng rồi, nhưng mà giống như mà đi nó bị sập xuống một cái điểm tối. Đó, anh bây giờ chỉ có một cái ánh sao giống như là con anh. Anh đang đi trên con đường đó cũng nhờ con anh. Đó thì anh hy vọng nó một người cùng anh chăm sóc cái ngôi sao đó, là hy vọng đó là em. Dạ. Bạn gái. Dạ thì nói chung là em đến đây thì em cũng với một cái tinh thần đó là nghiêm túc, và em cũng mong là mình sẽ cho nhau cơ hội. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Đây. Vẫn là ba tiếng đếm rất quen thuộc. Suy nghĩ cho kỹ khi nhấn nút. Nhấn nút là trao nhau cơ hội. Suy nghĩ quyết định thật chính xác. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa có bấm à? Em có bấm không? Có. Bấm nhiều không? Tôi đã thoát tim vì tôi nghĩ là hai bạn không bấm. Sao bạn nữ lại bấm chậm như vậy? Dạ em bấm anh không ăn. Bấm không ăn. Bạn nam? Bấm dạ. Liên tục luôn. À. Các anh kỹ thuật ảnh chơi hát quá thôi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Đẹp đôi chứ đấy. Hy vọng rằng các bạn sẽ về Bến Lức có công việc ổn định và sẽ có một cái hạnh phúc dài lâu. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn. Xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hãy hôn cái hôn đầu tiên trong ngày gặp mặt. Hôn đi. Thơm không? Tóc thơm hả? Bạn. Anh mới bị đau chân đấy. Ồ. Đi nhẹ nhàng thôi. Yêu tình thoại ở ngoài Bắc thôi. Mình yêu nhau 3 năm, mình chỉ có gặp nhau một lần. À đó. Dạ, một lần đó thì cũng gần đi tới hôn nhân. Ủa là anh là coi như là trai tân nữa hả? Dạ. Nhưng mà chưa lấy vợ lần nào. Chưa lập gia đình lần nào luôn. Wow. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay. Bạn trai thì đã ngồi đây nãy giờ rồi. Bây giờ Tường sẽ ra bên ngoài và mời bạn gái của chương trình ngày hôm nay vào nha. Rồi ghế này vô phía trước. Bây giờ hai bạn có thể mở mặt nạ ra nha. Được không ạ? Rồi. Xin chào MC Cát Tường. Dạ. Chào bạn gái bên kia. Mình tên là Đào Quý Tiến, sinh năm 1972. Dạ. Quê quán ở Buôn Ma Thuột, đang làm việc tại công ty gỗ cổ phần Trần Đức bên Bình Dương.
quê là Buôn Mê Thuột, dạ. Hiện tại đang làm việc ở Bình Dương. Dạ, 17 năm rồi. Nhưng mà em thấy như anh cũng gốc miền Bắc anh? Dạ, em gốc miền Bắc. Dạ, ở đâu anh? Dạ, em Thái Bình. Thái Bình. Dạ. Rồi, dạ, mời chị. Em xin chào chị Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Quyên, sinh năm 1982 và quê quán thì ở Hà Tĩnh. Và hiện nay em đang là giáo viên mầm non tại Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Người Bình Dương, người Bà Rịa Vũng Tàu yêu nhau như thế nào đây? Anh có ngại yêu xa không? Dạ không ạ. Dạ. Thế điểm mạnh trong cái công việc, trong cuộc sống của anh là gì? Siêng năng, chịu khó, tức là chăm biết cho lòng gia đình. Nhưng yếu em thì ít nói, ít thì nhát cho hay cho đông người đó. Hay nhát gái. Đông người này là nhát không dám nói được gì. À, đông người mới nhát thôi nha quý vị. Chứ vắng người thì không hề nhát. Yeah. Rồi, thế còn mình thì sao? Em thấy chị em điểm mạnh thì là một người hiếu thảo, không có trách nhiệm và biết đặt trường hợp mình vào người khác. Và điểm yếu của em thì hơi nóng tính và không được tự tin trước đám đông. Trời, ai cũng không tự tin trước đám đông hết trơn. Thế còn trong cái chuyện tình duyên thì mình đã trải qua bao nhiêu mối tình? Dạ, em cũng đã có chồng và đã có hai đứa con, nhưng mà em cũng ly hôn cũng khá lâu rồi chị ạ, từ năm 2010 ạ. 9 năm rồi? Dạ. Cháu mình bây giờ là mấy tuổi? Dạ, cháu có một cháu là học lớp 10 ở với mẹ, cháu trai là học lớp 6 ở với ba. À, vậy là cháu gái là ở với mẹ. Học lớp 10 là cũng là đã 16 tuổi rồi. Dạ. Có hay thường xuyên qua lại thăm hỏi hay là có nuôi con gì không anh á? Dạ không, con bé thì ở với em, còn thằng cu thì ở với bố. Nhớ con thì mẹ chỉ ghé qua trường thăm con thôi. À. Dạ, chứ con không được về mẹ. Ở với nhau hai mặt con, lý do gì mình phải chia tay vậy? Dạ, tại vì hết duyên chị ạ. Lúc mà có người phụ nữ thứ ba xuất hiện, thế là vợ chồng trục trặc từ đó. Là anh có người thứ ba? Dạ. Mình không níu kéo được à? Không, không... Dạ, níu kéo hết cách rồi không được, buộc phải buông chị ạ. À, là có níu kéo. Dạ. Hay dạ, những giai đoạn đầu chắc cũng khó khăn. Nhưng mà 9 năm thì nó quá lâu rồi. Cuộc sống bây giờ đã ổn định rồi. Thế thì trong suốt 9 năm qua mình có trải qua một mối tình nào khác nữa không? Nói chung thì em cũng có tìm hiểu, nhưng mà em thấy không phù hợp nên em không quen. Lý do tại sao? Cái khó của mình là ở cái chỗ nào để Tường hiểu? Tường sẽ cố gắng Ví dụ như yêu xa chẳng hạn, Sài Gòn chẳng hạn, em thì ở dưới kia mà em thì không thể mà bỏ công việc của em hay là ấy của em được. Dạ, tại vì em bây giờ ổn định với nhà cửa, học con cái học hành dưới đó thôi. Có nghĩa là giờ muốn tìm người để san sẻ nhưng mà phải ở với Vũng Tàu. Dạ. Em không thể bỏ việc em mà đi chỗ khác được. À, có anh nào mà tới ở với Vũng Tàu luôn thì được. Dạ. Trời ơi, cũng khó quá. Muốn bắt chồng đây, chết rồi. Anh ơi, anh nghe của bên đây chia sẻ vậy, anh trước tiên là anh cảm thấy như thế nào ạ? Quan trọng là tôn trọng nhau và sống thôi. Còn về cái phần mà ví dụ là có gia đình hay chưa có gia đình thì không bao giờ em quan tâm tới. Có nghĩa là cái việc mà có đã ly hôn hai con là không quan trọng? Dạ, không quan trọng. Nhưng mà cái vấn đề mà bắt chồng á, có quan trọng không? Cái việc ở đâu ấy thì nói chung là ở đâu cũng phải làm ăn hết. Ở đâu cũng là ở thôi, chứ còn ở đâu cũng là quê hương hết, không có ngại gì cả. Nơi nào mà đất lành thì chim đậu. Nếu như ở dưới đó mà cái công việc anh có thể là có cái việc anh làm ổn định thì anh cũng sẵn sàng đến. Dạ. Hay quá, trước tiên là nghe vậy thấy cũng được rồi ha. Thế tình duyên của anh này như thế nào? Em thì cũng trải qua được hai mối tình, nhưng mà hai mối tình đó thì cũng chỉ được mấy tháng thôi. Một cái mối tình bắt ra hai tay, còn một mối tình thì yêu qua điện thoại ở ngoài Bắc thôi, tận Phú Thọ, xa quá. À, quá. Mà yêu nhau 3 năm, mình chỉ có gặp nhau một lần. Trời đó. Dạ. 3 năm gặp nhau một lần một. 3 năm gặp nhau một lần. Một lần đó thì cũng gần đi tới hôn nhân. Gặp tháng sau là đi đến hôn nhân thì mẹ người đó không cho lấy chồng xa. Trời đất ơi. Quen nhau 3 năm. Gặp nhau một lần là quyết định cưới luôn. Dạ. Mà cuối cùng bên kia không chịu. Có đi xem thầy thì có ông ngoại của người đó là cũng xem ngày tháng đó. Nhưng mà không đến được với nhau được. Lâu chưa anh? Lâu lắm rồi. Bao nhiêu năm rồi? Tầm 6-7 năm. Ủa là anh là coi như là trai tân đó hả? Dạ. Nó hả? Chưa lấy vợ lần nào? Chưa lập gia đình một lần nào luôn. Wow. Thế rồi 6-7 năm nay là phòng không chiếc bóng, không quen ai? Dạ em không, bởi vì tính em thì cũng ít khi giao tiếp lắm. Bởi vì em thì không rượu không chè gì cả, chỉ biết đi làm rồi về thôi. 72 là năm nay cũng gần 50 tới nơi rồi. 47 rồi. Dạ. Ở mình hoài buồn không anh? Dạ cũng buồn. Nhưng mà tại sao lý do gì tới giờ này anh vẫn chưa lấy vợ? Lập gia đình thì cũng là dễ thì rất dễ, nhưng khó rất khó. Bởi vì tính em thì nếu không lập gia đình thôi, mà lập gia đình thì phải bớt một người đó là phải biết hiểu nhau trong công việc, hiểu nhau trong cuộc sống, tôn trọng nhau cuộc sống. Em không phân biệt là phải ai thắng ai thua. Khi đó là vợ chồng thì vợ cũng như vợ, chồng chồng như vợ thôi, không phân biệt là ai là ai, ai to ai nhỏ. Rồi giờ chị Tường hỏi em một câu nữa nha. Em nghe hoàn cảnh của anh chưa? Dạ.
Em có cảm nhận gì không? Em thấy anh chắc có lẽ cũng kén chọn ấy. Chị nghĩ cũng không kén chọn đâu. Gặp nhau có một lần là đã quyết định tiến tới hôn nhân rồi. Chắc cũng giống như em nói là cái duyên nó cũng chưa tới. Yeah. Giống như bên em thì là hết duyên. Yeah. Chứ không ai muốn sống một mình đâu. Buồn yeah. lắm thật sự luôn. Tuổi của mình là cần có cái người hữu hỷ. Yeah. Nhưng mà một cái vấn đề này là vấn đề quan trọng nè. Ảnh là trai tân, chưa vợ, chưa con. Chắc chắn anh phải muốn có con nếu như lấy nhau. Thế thì em có ngại để sinh thêm em bé không? Dạ không sao chị ạ. Khỏe chị còn sanh được mà không chị em, đúng không? Nhỏ chị tới 5 tuổi mới có băm mấy mờ được. Ngon lành. Có nghĩa là nếu được mình vẫn sanh em bé chứ đúng không anh? Dạ. À, rồi thôi bây giờ mình sẽ nói về cái mẫu người lý tưởng của mình đi. Dạ. Nãy giờ mới nghe chứ chưa có thấy hình nghe tiếng à. Dạ, em mong muốn cái người lý tưởng của em là người như thế nào? Em thích một người đàn ông của gia đình. Về nhà thì biết chia sẻ công việc với vợ. Em thích người đàn ông gia trưởng. Ồ, anh biết làm việc nhà gì phụ vợ không anh? Với em thì được cái là ưu điểm của em thích làm việc nhà. Thích làm việc nhà. Bởi vì là gia đình em chỉ có hai mẹ con thôi. Ví dụ nấu cơm, nấu nước là em nào hết. Anh nấu cơm, nấu nước trong nhà luôn? Dạ. Mời nhà cho hai mẹ con thôi, em không để cho mẹ em nấu cơm. Mẹ hiện giờ là anh đang sống với mẹ. Dạ. Bố anh là mất rồi. Bố em mất rồi. Dạ, là mẹ ở Bình Dương luôn. Không, ở Buôn Ma Thuột. Ủa rồi anh ở Bình Dương, mẹ ở Buôn Ma Thuột làm sao nấu ăn cho mẹ? Không, tức là em cứ về quê, trước đây ở quê thì em hay nấu cơm cho mẹ em. Còn bây giờ thì có đứa cháu ngoại ở với em. À, cháu ngoại hiện giờ đang ở mẹ. Anh ở Bình Dương, anh ở một mình? Dạ, em ở một mình. Ở một mình thì có nghĩa là làm hết. Dạ. Rồi, có yêu cầu gì nữa không? Dạ, với em thích một người đàn ông chung thủy. Tôi đã là vợ chồng rồi nên chung thủy. Dạ, không, chị nghĩ anh này anh phải chung thủy. Tới tuổi này mà chưa lấy vợ mà còn không chung thủy nữa thì làm sao mà ở được với ai? Dạ. Đúng không? Dạ. Về ngoại hình? Dạ, ngoại hình thì em thích cao 1m65 trở lên. Nói chung là dễ nhìn tí là được rồi. À, anh cao được nhiêu anh? Anh cao được 1m62 rồi. 1m62 à, thiếu 3 phân tôi ơi. Dạ, cũng không sao. Hỗ trợ dạ. đi, dạ, mang dép thấp xuống một chút nha. Dạ. Quan trọng là người đó mình phải cảm thấy yên tâm. Cái người có thể là hiểu được. Thật ra tuổi này không phải là mình yêu đắm đuối như ngày xưa dạ, nữa rồi, mà dạ. mình tìm một cái người tri kỷ, dạ. một cái người bạn chia sẻ được là chị thấy hợp lý rồi. Dạ. Quan trọng chị... là tính tình họ, người đối xử thế nào. Đúng rồi, dạ. đó mới là quan trọng. Dạ. Thế còn anh thì anh mong muốn tìm, mình chưa vợ mà, dạ. Dạ, muốn tìm một người vợ như thế nào? Nước da hơi trắng một chút thôi, còn cao thấp không quan trọng, cần làm sao thứ nhất phải trung thủy. Yêu ai phải thật lòng, ví dụ là bạn bè em không nói, còn nếu ví dụ nếu vợ thành chồng thì em muốn làm sao san sẻ công việc nhà rồi là công việc to nhỏ cùng phải bàn bạc với nhau chứ không thể quyết định bất cứ ai. Yeah. Theo như anh, ví dụ trong hai vợ chồng lấy nhau thì cái chuyện ví dụ như tài chính trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Cái tài chính thì thường thường trước đây là hầu như là bao giờ bên vợ quản lý là tốt nhất. Yeah. Còn ví dụ bắt buộc ví dụ không có ai thì mình giữ thôi, chứ còn nếu mà có vợ thì mình giữ nó khỏe hơn. Bởi yeah. vì mình chỉ biết đi làm phải ăn uống thôi, không quan tâm cái chuyện tiền bạc. Miễn chồng vợ đừng cho mình chết đói ra đường. Yeah. Có bèo nhèo quá là được rồi, đúng không anh? Dạ. À, có hình ảnh gì không nè? Dạ, bây giờ mình coi thử coi nè. Anh có hình ảnh gì không anh? À, anh tìm thử coi nha. Anh có thấy bóng dáng chị ở trong này không? Một tấm một thôi để anh lựa cho nó dễ. Bốn cô nàng đó là có một cô đó. Trời ơi, hình này kiếm hơi mệt à. Dạ. Đó, bonus cho thêm tấm nữa, có ảnh ở trong đó chị. Tại sao anh chọn cô đó? Linh cảm của em hả? Linh cảm hả? Rồi, thế anh cứ cầm đi nha. Chút xíu Tường mở cửa trái tim ra để anh xem coi nha. Dạ, em đoán anh này ạ. Sao đoán anh này hay vậy? Đó, được rồi. Nãy giờ Tường nhìn còn chưa biết anh nào luôn á. Anh này. Dạ. Hay dữ, sao đoán anh này? Dạ, tại em thấy trong này cũng có anh. À, rồi. Phụ nữ hay lắm, phụ nữ linh cảm hay lắm. Rồi, bây giờ Tường sẽ mở cửa trái tim ra nha quý vị ơi. 1, 2, 3 Ten ten. Em chào anh ạ. Dạ, anh chị thấy sao? Em đoán đúng rồi ạ. Sao anh? Chưa đúng rồi chị. Đều là đúng. Dạ, đó, trật luôn rồi, sai luôn anh ơi. Anh nhìn hình mà anh có bốn cô mà. Anh nhìn hình mà anh còn đoán không trúng nữa, làm sao mà. Cô nào anh? Cô này. Trời đất ơi, nhìn hình rồi mà còn đoán trật. Người ta hình khó vậy, đứng nguyên một dàn luôn mà người ta đoán trúng tóc ngay anh luôn. Nhét qua trái tim vừa không? Trời, quà to quá vậy. À, dạ, em cảm ơn anh ạ. Trời ơi, quá ga lăng lịch thiệp, nhiều quà dạ. dữ. Em cảm ơn anh. Mình em ở tầng tính. Hả? Ủa? Trời ơi. Nó tưởng quà cho người kia chứ quà cho mình hả? Rồi, cảm ơn anh nha. Dạ, em cũng có món quà tặng anh ạ.
rồi. Ủa sao quà mà gói quà mà sao làm hở hí 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 là sao vậy? Mở ra xem được không? Dạ được, em thích thực tế. Dạ. Mở ra có gì vậy anh? Dạ. Dầu gội đầu vậy. Dầu gội đầu. Tóc chắc khỏe. Trời ơi, chị đoán hay quá ha. Dầu gội đầu, tóc chắc khỏe. Rồi thôi bây giờ hai anh chị gặp nhau rồi, cảm xúc của anh như thế nào? Em thấy cũng có cặp tình. Thế thì theo anh, nếu như mà bây giờ mình bắt đầu tìm hiểu thì mình phải yêu xa một giai đoạn, đúng không anh? Dạ. Bao lâu anh có thể thăm chị được một lần? Chị là không đi được rồi, chị đi dạy mà. Dạ. Công việc của anh thì như thế nào? Thời gian của em thì chỉ được có chủ nhật thôi. Chủ nhật thôi, làm suốt tuần luôn. Dạ, suốt tuần luôn. Bên mình là sao? Cũng nghỉ chủ nhật. Dạ, em cũng đi làm từ thứ hai đến thứ sáu chị ạ. Còn thứ bảy thì em đi dạy trong chùa. Thì chủ nhật là vẫn được rảnh. Dạ. À, thế từ Bình Dương mà anh chạy lên trên Vũng Tàu. Dạ, anh nghỉ bao lâu thì anh thăm chị được một lần trong cái giai đoạn mình yêu xa? Dạ, một tuần một lần. Một tuần đi một lần. Dạ. Tướng ốm mò gầy mòn vậy đi nổi không trời? Em chạy xe từ đây về Buôn Thuật được mà. Oh, tuần lần được rồi, ai cũng bận biểu mà. Yeah, yeah. Đúng không? Yeah. Thế bao nhiêu lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu như mà trong cái tuổi em thì nó khác. Bởi vì em thì nghĩ từ 3 tháng đến 6 tháng là đến đó. Mình thấy sao? Dạ không sao. Em cũng thấy vậy, chị cũng thấy vậy chứ để lâu cũng bình nữa. Yeah. Đi qua đi được hay không nó thiệt cái tuổi của mình á. Yeah. Gặp nhau chừng 2 lần 3 lần là mình biết được hay không rồi. Yeah, đúng mình rồi. Chủ yếu là mình coi cái tính cách tính tình với nhau, như nói chuyện nhau có hợp hay không. Chứ còn kéo dài làm gì, hợp là hợp, không hợp là không hợp. Nhưng mà em hỏi nè, ở Bình Dương là anh đang ở nhà của ai? Thì em cũng đang ở nhà trọ thôi. Ở nhà trọ thôi. Bây giờ không xác định ở đây. À, thế thì giờ giả tỷ bây giờ mình lấy nhau. Yeah. Qua Vũng Tàu đi. Yeah. Thì anh muốn sống như thế nào? Thì em đã nói lúc nãy rồi, em nói chung thì ở đâu cũng là quê hương hết thôi. Yeah. Nếu ví dụ là cảm thấy mà thương nhau thực lòng á, rồi em không quan trọng là phải ở đâu hết. Nhưng mà em vô chi tiết á, cụ thể ví dụ giờ anh về ở rể đó, thì bây giờ anh là có vô nhà chị ở, hay là anh muốn rủ chị ra ngoài muốn thuê nhà ở, hay là anh sẽ lập nghiệp ở đó luôn, anh có kế hoạch như thế nào? Ý em hỏi cụ thể. Nếu như chẳng hạn ở Vũng Tàu á, thì em thì muốn là phải ở riêng ra. Ví dụ cái nhà đấy thì em không quan tâm, nhưng phải mua chỗ khác ở. À đúng được. Rồi mình có đủ điều kiện kinh tế để mua ra ngoài không? Có đủ điều kiện. Dạ. Thế hiện tại mình ở Bình Dương mười mấy năm mà tại sao anh không mua nhà ở Bình Dương? Nhưng mà em mua ở ngoài quê 30 đất cơ. Mua 30 đất ở Buôn Mê Thuột. Dạ. Bán bớt miếng vô Vũng Tàu mua được không anh? Dạ. À có nghĩa là có đất ở quê. Dạ. Ở không thích Bình Dương. Dạ. Anh thích Vũng Tàu không? Xưa giờ có khi nào anh đến Vũng Tàu thì em cũng đi có 2 lần rồi, em cũng thích ở đó. Rồi. Bà Rịa gì đó em cũng thích. Nói chung mình chỉ hỏi vậy thôi, khơi gợi ra để cho mình có thêm cái sự suy nghĩ. Dạ. Tại vì thật sự ở tuổi của mình rồi, cái kinh tế nó cũng phải ổn định thì mới có thể bền vững được. Rồi bây giờ thì có thật mới vực được đạo ạ. À. Mời nhà hàng lên đồ ăn ạ. À. Rồi bây giờ tôi mời anh chị thưởng thức một món ăn rất là ngon của nhà hàng nha. Đây là món bò hầm tiêu xanh rất quen thuộc, bắt nguồn từ ẩm thực Pháp. Món ăn cực kỳ nổi tiếng, bóp bọc nhung, ăn với bánh mì, hầm với chút pate và những nhánh tiêu của Phú Quốc. Món ăn đậm đà hương vị Việt Pháp. Vừa ăn vừa tâm sự với nhau, tự nhiên thoải mái tìm hiểu nhanh nha. Tường ra ngoài một chút xíu Tường quay lại liền. Ổn không? Tự tin không? Trời ơi anh mạnh dạn lên cho em cái coi anh. Rồi xin mời hai người thưởng thức món ăn ạ. Dạ. Mời em. Khi em ở Vũng Tàu em ở chỗ nào? Dạ em ở Phú Mỹ anh ạ. Phú Mỹ đã đến Bà Rịa chưa? Sài Gòn đi xuống là chưa anh. Còn cách Bà Rịa đến 22 cây ạ. Anh làm đây thì cũng được mười mấy năm rồi. Em cũng dạy ở trên Bà Rịa Vũng Tàu được 17 năm rồi. Anh không phải kén chọn đâu. Nhưng chẳng qua chỉ gặp duyên là số thôi. Ý anh không phải nghĩa gọn đâu. Duyên chưa tới anh nhỉ? Dạ chắc vậy đấy. Dạ. Tính anh thì ít nói mà anh lại không nhậu nhẹt lắm. Nhiều khi làm đây bạn già nó rủ nhậu anh không nhậu đâu. Dạ. Tính anh không nhậu được. Nhờ đi em. Dạ dạ, em mời anh. Anh làm bên gỗ phóng ạ? Anh làm nguyên công ty gỗ. Dạ. Anh làm nhân trưởng. À. Quản lý 30 người. Dạ. Anh trong công ty anh chứ không phải làm đâu. Được đứng gọi là phân công công việc thôi. Dạ. Vậy anh làm ca hay làm hành tránh anh? Anh làm từ 7 giờ sáng, 3 giờ anh về rồi. À 7 giờ sáng, 3 giờ chiều. Anh ít đi chơi lắm. Dạ. Cùng lắm ra ngoài đường hay là thỉnh thoảng đi siêu thị eo ăn. Dạ. Một mình đi. Ủa vậy là anh đi làm vậy là đến Tết thì anh mới về lại Buôn Mê Thuột? Ví dụ như mùng 2 tháng 9 vừa rồi anh cũng về. Dạ. Anh đi xe máy về. Từ đây về chỗ anh là 380 cây. Anh là người cũng hầu như cũng mỗi mực trong gia đình đấy. Ví dụ đang có gia đình rồi thì lúc nào anh cũng tôn trọng gia đình lắm. Thì anh muốn là công việc hay là về cái làm cái nọ nó kia phải cùng san sẻ với nhau. Thứ yên nấu cơm anh có thể anh rửa chén chứ không bao giờ phân biệt à cái này là phải của phụ nữ, cái này của người đàn ông. Dạ. Nhưng mà từ ngã ba Vũng Tàu thì vô cho em xa 20 cây không? Từ ngã ba Vũng Tàu đi xuống em á?
lo tâm sự chắc không cũng không ăn chắc luôn cũng tầm 40 cây á. Trời ơi, em mời nhà hàng, mời quán ăn, món ăn ngon quá mà hai anh chị không ai ăn hết trơn vậy. Xíu nữa ra ngoài hai anh chị sẽ tiếp tục thưởng thức nha. Bây giờ em hỏi nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Dạ. Cơ bản anh thấy ổn không? Dạ cũng thấy ổn ổn chị. Dạ tại ở đây thời gian không có nhiều. À, có nhiều là anh phải tự chạy xe xuống dưới Vũng Tàu cho nó có nhiều nha. Thế anh định là thí dụ ổn thì chừng nào anh xuống gọi là hẹn hò bữa đầu tiên. Dạ thứ bảy tới này. Thứ bảy tới. Dạ. Ủa sao nãy mới nói chủ nhật giờ qua thứ bảy rồi. Thứ bảy giờ thì em được làm từ 8 đến 9 thôi. À, dạ. Làm xong rồi chạy xuống. Làm xong về phải tắm rửa ăn cơm xong xuống. Đi tối luôn, đi đêm luôn. Không, đi từ đây xuống đấy tầm 2 tiếng thôi. 2 tiếng. Dạ 2 tiếng. Wow. Ủa, có hẹn chị chưa hay là nè anh mới tự nói thôi anh hẹn chị chưa? Không biết là biết hôm nay gặp mà lần đầu tiên. Thấy ổn không chị? Em thấy anh cũng hiền, cũng ít nói. Không, Tường cũng hy vọng lắm á, yeah. Tại vì Tường thấy anh cũng đủ điều kiện. Rồi, bây giờ thì Tường mời chị bóc vài cái một lá thăm ở trong này đọc lớn lên cái yêu cầu trong đó ạ. Này mục đích để hiểu nhau nhiều hơn thôi. Cùng bạn gái, bạn trai ghép tay thành biểu tượng trái tim để chụp ảnh thật tình cảm. Rồi, giờ anh đi qua bển đi anh. Mình ghép cho vậy nè, mỗi người nửa trái tim vậy nè. Đó, để mình chụp hình làm lưu niệm. Đó là yêu cầu của chương trình. Dạ. Đứng lên đi chị. Đó, ai thuận tay nào đó là thuận. Anh phải đứng chung với cổ mới ghép được vậy chứ. Trời, anh biết làm vậy không? Đâu, hai người làm đi tôi coi đẹp chưa nha. Sát vô, trời ơi, đâu có ra trái tim đâu trời. Trái tim gì méo xẹo vậy? Không có ra được trái tim nha, chết rồi. Anh là hơi bị thấp, hơn mấy phân rồi nè, đó. Đúng rồi, được chưa, được chưa? 1, 2, 3. Qua lấy cái cửa trái tim luôn nè. 1, 2, 3. Đứng yên, để tôi chụp xéo xéo qua trái tim luôn nè. 1, 2, 3. Rồi, xong. Giờ tới phiên anh. Mời anh. Đọc lớn lên nè. À. Đọc lớn lên anh, sao căng thẳng vậy? Ôm bạn gái từ phía sau và nói tình cảm thật của mình cho đối phương nghe. Anh hiểu không anh? Dạ. Hiểu không? Dạ. Rồi tiến qua đi chứ giờ chờ gì nữa. Ôm bạn gái từ phía sau và nói tình cảm thật của mình cho đối phương nghe. Vậy chắc cũng phải mời chị đứng lên nha. Cặp đôi này lời quá. Có những sự va chạm không hề nhẹ. Làm đi anh. Ta đứng sẵn rồi đó anh ơi, mạnh dạn lên anh ơi. 50 mấy tuổi chú anh, gần 50 tuổi chưa có vợ kìa. Trời ơi. Đó, ảnh rung quá, anh rung quá. Nhưng mình hơi nhích cái tay ra chút xíu đó. Trời đó, ảnh mới dám, anh không dám thọt vô. Thường ghê vậy đó. Gì mà cứ nhắc vậy đây, thì anh cũng muốn là anh và em đã có duyên tới đây rồi. Thì thực sự là thì anh cũng có tình cảm với em. Nếu anh và em mà có duyên đi đến hôn nhân nữa, thì anh cũng là một người mà sống tất cả những gì tốt đẹp nhất anh sẽ dành cho em. Dạ. Hơi nhỏ nhưng mà cũng tình cảm. Rung quá, thanh niên mà bây giờ cho ôm mà không dám ôm luôn. Trời ơi, không biết người đàn ông còn sót lại của thế kỷ đây nè. Cảm xúc của mình sao chị? Dạ em thấy hơi rung chị ạ. Hơi rung. Dạ. Anh sao anh? Nhìn rung. Rung luôn, ai cũng rung hết trơn á. Cặp này phải gả nha quý vị. Nếu mà quý vị đồng ý thấy cặp này xứng đôi mà mọi người nhớ thả tim comment nhiều nhiều vô cho cặp này cưới nhau giùm em một cái để em lấy cái đầu heo coi nè. Thì bây giờ là tới cái thời phút quan trọng nhất rồi. Dạ. Anh chị đặt tay vào nút bấm. Và sau khi mà Tường đếm 3 tiếng đếm á, nếu mà anh chị đồng ý hẹn hò với nhau thì mình sẽ bấm thật là mạnh vào cái nút này. Nếu mà không đồng ý thì anh chị lấy tay ra. Nhưng mà Tường sẽ buồn lắm, Tường sẽ tan nát con tim. Vì Tường thấy cặp đôi này là có thể là Tường ăn được đầu heo đây nè. Rồi mời anh chị đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại ạ. 1 2 3. Dứt khoát một lần thôi, biết ngay mà, sẽ đỏ cùng một lượt. Dạ, mời hai anh chị về một phía. Ai mà không nhấn là tôi nhấn liền, tôi nhào vô tôi nhấn liền luôn. Cặp này xứng đôi quá. Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng anh chị những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Yeah. Nếu mà còn thời gian thì chiều nay hai anh chị cứ ghé xem phim trước khi mình về quê. Yeah. Nha. Ôi, nắm tay nhau đi anh chị. Nắm tay nhau ạ. Tường thiết nghĩ là chúng ta cũng nên trao cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay là ngày chúng ta gặp mặt. Dạ, mời anh. Mình thanh niên mà anh phải chủ động chứ, tự tin lên nè. Hôn cô bạn gái của mình. À,
cảm ơn quý vị và cảm ơn anh chị. Và hy vọng rằng là anh chị cũng sẽ sớm báo tin vui cho các Tường cũng như cho chương trình nha. Tường là hy vọng đến 85% rồi đó. Còn phần còn lại là ở anh mạnh dạn lên giùm em cái nha anh ơi. Nha. Một tuần đi xuống Vũng Tàu một lần. 3 tháng thôi là báo tin vui liền. Ok. Nha. Em xin cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Rồi, cảm ơn anh chị. Cặp đôi này tự tin là họ sẽ đến được với nhau đó quý vị ạ. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình vào số sau nhé. 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV nha quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe nha quý vị nha. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Đang đến với chương trình ghép đôi thần tốc. Hôm nay có vẻ hơi lạ đúng không quý vị? Tại vì mọi người cũng biết rồi đó, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như một số những tỉnh thành cả nước là đang thực hiện theo chỉ thị 16 của chính phủ, đó là mình phải cách giãn xã hội để cho mình có thể là khống chế được dịch bệnh và giữ gìn sức khỏe cho người dân. Cho nên là Tường đang ngồi ở nhà của Tường đây, nhưng mà cũng không quên cái nhiệm vụ của mình, đó chính là làm mai làm mối. Hôm nay thì có một mình tôi ngồi ở nhà sẽ kết nối lại cho quý vị khán giả. Chúng ta có thể nhìn lại một chặng đường vừa qua của chương trình ghép đôi thần tốc. Có những cái nhân vật, có những cặp đôi nào đặc biệt? Qua 14 tập phát sóng với sự xuất hiện của 28 cô gái dễ thương, mỗi người một cá tính và đã mang đến nhiều màu sắc cho chương trình ghép đôi thần tốc. Họ là các cô gái tài năng, tự tin thể hiện mình trên sân khấu. Chợt nghe thấy một tiếng ca, cùng một đóa hoa đang đến gần từ phía xa đến trước nhà. Thì ra đó là chính anh, người bấy lâu hay nói chuyện với nhau vui lẫn sầu. Ngập ngừng đôi ba phút khi đã đến gần, rồi anh đưa tay lấy thêm một chiếc nhẫn. Rồi trong tim bỗng thấy tâm trạng rối bời, một khẽ mỉm cười, em khẽ trả lời. Em vẫn yêu đời, vẫn hát ca với đất trời. Em vẫn yêu đời, vẫn thích như thế dòng trời chẳng nghĩ ngợi. Môi vẫn luôn cười, tươi tắng xinh sáng dáng người. Vậy nên bây giờ em muốn ta mến nhau thôi. Cảm ơn mọi người. Oh yeah. Dạ em chào hai vị MC và chào hai chàng trai bên đó với lại khán giả. Em tên là Nguyễn Hồng Lan, 25 tuổi. Hiện tại em đang làm giám đốc của một công ty mỹ phẩm về thiên nhiên, tinh dầu và lại dầu gội thiên nhiên. Quê của em là ở Bến Tre nhưng mà em sống ở Sài Gòn cũng khá lâu, cũng được 6-7 năm. Là lên Sài Gòn lập nghiệp. Dạ. Là giám đốc đúng không? Dạ. Giám đốc cái gì Tường ơi? 25 tuổi trẻ mà làm giám đốc sớm quá ha. Dữ lắm á trời. Điểm mạnh của em thì tự lập trong kinh tế. Với lại biết nấu ăn rồi làm việc nhà này nọ. Nhưng mà điểm yếu của em là chắc tại em ưa ghen với lại hay lèm bèm. Chà, nói vậy là có một cái bề dày về những cuộc tình trước á ha. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường. Em tên là Khánh Uyên. Năm nay em 23 tuổi và em đang là nhân viên truyền thông. Quê em ở đâu? Dạ em ở Vũng Tàu. Em có cần show show gì, điểm mạnh điểm yếu gì luôn chứ, giống như show quá rồi. Dạ điểm mạnh của em là nói được hai thứ tiếng là tiếng Trung và tiếng Anh. Em hãy thử sổ một chút xíu đi nào. Hi guys, my name is Uyên and I'm 23 years old and today I'm glad to be here and to meet everyone. Thank you. Yeah. Em hát bài Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy. Đừng ai nhắc về anh ấy. Rồi xong luôn. Đừng ai nhắc đến anh một lần để bớt chơi vơi khi nghỉ tới. Anh đã xa em mà em còn lo lắng cho anh. Nụ cười cố giấu đôi mi buồn nhưng mà thấy anh nước mắt lại tuôn. Vòng tay yêu ớt này anh đã không cần. Dạ hết rồi ạ.
Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rửa hai trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Thì ngày hôm nay không biết là các bạn còn nhớ hai cái nhân vật đó là bạn Khánh Uyên. Bạn Khánh Uyên với lại là bạn Minh Trí không ạ? Bây giờ thì xin cho chị Tường sẽ bắt đầu kết nối với bạn Uyên với bạn Trí nha. Em muốn hỏi là nếu như mà trong một cái tình huống là khi mà xung quanh em có quá nhiều người con trai, và đương nhiên là tụi em vẫn có thể khẳng định được là ai là bạn trai của mình và ai là đồng nghiệp của mình, nhưng mà kiểu công việc của em phải thường xuyên tiếp xúc với họ như vậy thì các anh có... Thì như hồi nãy mình cũng có nói là chỉ cần nói rõ cho mình biết là người đó là ai, phân biệt rõ ràng. Nhưng thì... mà tại vì em, theo như em được biết á, là công việc của em á là không ai thông cảm được hết á, nên là có giải thích thì cũng như vậy thôi. Được làm bạn trai của em thì sẽ có được sự ưu tiên gì khác với là những người bạn thường của em? Em nghĩ là em sẽ có một cái phân định rạch ròi với bạn trai và bạn đồng nghiệp. Phân định như thế nào? Như là em sẽ quan tâm hơn cho bạn trai em. Còn những người khác họ còn muốn ấy nữa thì... thì em sẽ... ấy ra thì... ấy ấy... đấy là tại vì em nghĩ là em sợ là tụi em quen thì bị chán á, tại vì cứ không nhắn tin suốt thì không có connect với nhau được thì nó... Em à, em đã làm nghệ thuật rồi, trái tim em phải nhạy cảm, em phải biết cách làm cho tình yêu của em nó phải thăng hoa và đầy màu sắc. Chưa yêu mà sao tình yêu nó chán được? Tình yêu nó đẹp lắm em. Trời ơi, chị 44 tuổi mà chị yêu như gái mới yêu lần, yêu như gái mới yêu lần đầu vậy đó. Trời ơi làm gì có cái chuyện mà tình yêu mà nó chán. Nó chán là chỉ trừ khi em không có yêu, tình yêu em nó nguội lạnh nó mới chán, phải không mấy em? Bây giờ đến thời phút và là thời khắc quan trọng nhất rồi. Chúng ta hãy lắng động lại một chút xíu. Nếu mình cảm thấy đủ đông đầy, mình hãy mạnh dạn đưa ra cái quyết định. Mỗi chiếc ghế đều có hai cái nút, màu đỏ và màu xanh tương ứng với người ngồi trên cái ghế đó. Bạn thích người nào, bạn có quyền bấm chọn người đó. Bây giờ tất cả mọi người hãy đặt tay vào nút bấm của mình. Và đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Đây là khoảnh khắc quyết định. Các bạn có 5 giây suy nghĩ và bấm nút lựa chọn. 5 4 3 2 1 Đừng ai nhắc về anh ấy. Đừng ai nhắc về anh ấy. Rồi, tao luôn chị. Em thích một người trưởng thành, hành động nhiều hơn là lời nói. Tiêu chí của em là một vợ hai con ba lòng bốn bánh. Ra thì mình là người kinh doanh, thì vốn mình bỏ ra thì mình sẽ mong là hồi vốn và có lãi. Nhưng mà thì bạn thì mình sẽ chấp nhận đổ vốn để mình. Em thì chưa có mối tình nữa đó. Đồ còn tí nhưng mà đừng có muối, tại em sợ muối lắm. Hên quá. Nó hót tim luôn, nhìn xuống. Đâu là em mới mây, em mới mưa, em mới nắng, em mới bão gì đó. Phải phân định ra. Bấm. Cái này không sáng đèn. Hỏi coi em có bấm không vậy? Không bấm hả? Vẫn cương quyết khó tính không bấm hả em? Em chưa cảm nhận được. Không cảm nhận được ai hết hả? Dù là cô ấy không bấm nhưng chúng ta vẫn có được một cặp đôi. Đó là cô gái ghế màu đỏ và anh chàng ngồi ghế màu xanh. Ôi trời, hai người quà để dành, dành... quà để dành cho nhau luôn hả trời. Cái này là tại vì em là rất thích đọc sách và chơi thể thao, nên là hy vọng là có thể cùng anh cuối tuần không rảnh rỗi mình gì cuối tuần không rảnh rỗi. Cuối tuần rảnh rỗi mình sẽ đi đọc sách, hoặc là mình làm một trận bóng chuyền cũng được. Nên là đối với em sách rất là quý và cái cuốn này em rất là thích, nên là tặng cho anh để làm kỷ niệm. Anh cũng rất thích đọc sách và ra bó hoa hôm nay anh chuẩn bị thì em thấy hơi tiếc bởi vì nó không đẹp bằng em. Ghê ghê. Dữ không? Nãy giờ ngôn tình không à. Nắm tay nhau đi hai bạn. Quý vị ơi, một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm. Hello.
chị. Chào chị, em nghe chị ơi. Rồi, bây giờ thì là hai bạn đã xuất hiện rồi ha. Hai em là xuất hiện trong hình như là trong tập 8. Chị Tường nhớ là trong tập 8 Tố Phát Sóng mà có những bạn rất là dễ thương luôn. Từ hôm đó tới nay là hai em là mình quen biết nhau vậy là được mấy tháng rồi Uyên? Dạ, được 3 tháng rồi. Bữa giờ tiến trình mối quan hệ vẫn tốt đẹp hả Uyên? Dạ, cũng bình thường ạ. Yêu nhau mà trong mùa dịch nó cũng nhiều khó khăn quá ha. Dạ. Bữa giờ trong mùa dịch á, rồi em chăm sóc bạn gái mình như thế nào? Thì em chỉ có nhắn tin hàng ngày, hỏi thăm, có gì mới thì em sẽ kể cho bạn ấy nghe chẳng. Nhưng mà cái hôm mà ghi hình xong á, là mình vẫn có được một thời gian là mình vẫn hẹn hò yêu đương, đắm đuối đúng không? À, cũng đi chơi được 3 lần, em nhớ là 3 lần. 3 lần có thu hoạch được nhiều không em? Dạ không, chủ yếu là tụi em đi chơi để nói chuyện, tìm hiểu nhau thêm thôi chị, chứ cũng chưa thu hoạch gì được. Trời đất ơi, mà bây giờ thấy tình hình như thế nào? Em thấy là Uyên có phù hợp với mình không? Cái điều gì là em thích nhất ở Uyên? Còn những cái điều nào mà các bạn cảm thấy là chưa hợp nhau, cần phải là tìm hiểu thêm? Về phía em thì em vẫn chưa thấy có gì đó làm em không thích. Chỉ có điều là tụi em chưa có kịp thân thiết nhau hơn nữa. Thì đại dịch tới thì khúc đầu tụi em cũng có hơi mém một chút nữa, chắc là cũng mở rồi đó. Nhưng mà tụi em cũng cố gắng để xem qua mùa dịch này như thế nào. Vì dịch mà vỡ hay là lý do gì mà vỡ? Khoảng thời gian đó là tụi em chỉ có nhắn tin qua lại với nhau thôi. Thì trong cái lúc nhắn tin đó thì nó hơi... em cũng không biết nói sao. Cái này chắc để Uyên nói thì hợp hơn. Tại này hiểu Uyên. Cái gì kỳ vậy? Sao Uyên? Nói thiệt chị nghe coi, vụ gì Uyên? Tại vì là do là cái đoạn thời gian đó là mới á chị. Mà kiểu hai đứa cũng chưa có học được cái cách là phải quan tâm như thế nào, nên là em bị kiểu bị hụt hẫng nhẹ á, là ủa là mình đang có bạn trai hả hay sao mà thấy không có cảm giác gì hết vậy, nên là em hơi quạo một xíu. À, có nghĩa là mình chưa đủ hiểu nhau, chưa đủ để thông cảm cho nhau, rồi cái dịch nó làm cho mình phải ly tán, cái làm ra mình phải hoài nghi nhau, giận hơn không, đúng không? Có một chút xíu giận thôi chứ cũng không hẳn là giận hết. Bây giờ ổn hơn chưa? Hiện tại là ổn hơn chưa? Vậy giờ cũng ổn chị, tại sau lần đó thì em với Uyên cũng thống nhất là vì giờ dịch tình hình này thì không ai muốn, cho nên là bây giờ thì cả hai đứa đều phải học cách cảm thông, rồi học cách lo lắng cho người kia. Uyên nhận xét về Trí như thế nào? Có những cái điều gì mà em thấy là nó hợp với mình, và có những cái nào mà em cảm thấy là chưa hợp? Chia sẻ thẳng luôn. Cái hồi lúc đầu á thì em thấy kiểu sao bạn này theo thì quá, sống có giờ giấc á chị, không có kiểu như em là sáng thì dậy trễ, bữa dậy trễ bữa dậy sớm, tối cũng bữa trễ bữa sớm mới ngủ. Nên là lúc đầu em chưa có quen với cái giờ giấc của bạn này, vì như kiểu trong cứ đúng 10 giờ 11 giờ là tự động biến mất đi ngủ mất tiêu. Nên là hồi đầu em hơi khó chịu ha. Ờ, có chịu thiệt, đang nói chuyện tự nhiên mất tiêu. Ủa nhưng mà trước khi trước khi mất tiêu là có goodbye, anh ngủ đây em ngủ ngon gì không? Tự nhiên mất ngang. Mất ngang. Đâu có chị, thì bình thường em vẫn thức, em vẫn thức nhắn tin mà tại đôi lúc chay trả lời tin nhắn lâu quá em nằm ngủ lúc nào không hay chứ không là không, người ta quen lối sống lành mạnh mà, thông cảm đi. Nên là lúc sau thì em mới kiểu biết cái giờ bạn này rồi, mấy giờ dậy, mấy giờ đi ăn, mấy giờ đi ngủ em cũng biết, nên là em cũng đương theo được kha khá, nên là em không có bận nữa. Với lại bạn này hay nói chuyện kiểu câu khẳng định đó chị. Không hiểu, ví dụ bạn đó thay nhắn là anh đang ăn cơm xong, em cũng biết trả lời sao nữa. Nên nói em hồi trước đó là em sẽ lời, em sẽ trả lời là rồi hai đứa tính luôn. Bây giờ thì em trả lời lại được là em đang ăn cơm, hay là chụp một cái hình đồ ăn ra vậy thôi. Nói chung là cũng thay đổi một chút xíu rồi, chứ không có cọc lóc như hồi đó nữa. Rồi có điều gì hài lòng không? À, không hài lòng là em biết được bạn này hút thuốc rất là nhiều. Đó là gì mới nói yêu thì mà sao giờ hút thuốc rất nhiều? Tại vì em không ngửi được mùi thuốc á, nên là khi mà em thấy ai hút thuốc là em cảm thấy rất là khó chịu một xíu. Nhưng mà hên là không có gặp nhau, nên là bạn nó cứ hút đi thì em cũng đâu biết đâu. Trời đất ơi, rồi mai mốt tới hồi gặp nhau hút sao? Bây giờ phải bỏ từ từ nha cưng.
trong mùa dịch bỏ từ từ để tới hồi hết dịch là gặp nhau mà hốt quá là của lại luôn à. Giờ cho tôi cái điểm khen coi. Quá qua của anh kia chứ dễ dàng chê không á, cho cái điểm khen coi. Bạn này dậy sớm, dậy rất là ngày nào cũng dậy sớm hơn em và nhắn tin, đó là nhắn chút buổi sáng cho em. Ừ. Vậy là mình mở mắt ra là mình thấy những năng lượng tích cực ha. Sao bây giờ mình nhận xuất lại cổ đi. Đó, tiếp xúc được bên ngoài rồi thì thấy sao? Đôi lúc thì em cũng muốn nói chuyện nhiều với hay hơn nữa, nhưng mà cứ thỉnh thoảng mà có lúc nào mà em suy nghĩ được chuyện gì đó để nói chuyện với nhau thì Jay sẽ nhắn là hôm nay em bận, hôm nay em quay. Thế là cả hai đứa cũng im luôn, im cho tới khi nào Jay làm việc xong thì nói tiếp, thì lúc đó em cũng quên mất câu chuyện em nói là gì luôn. Như vậy là chị nghĩ rằng chuyện chưa có mạnh nè, cảm xúc chưa có mạnh nó mới vậy. Có hôn nhau chưa? có cái trên chương trình đó chị. Có cái trên chương trình thôi. Jay vẫn còn ngại với em lắm cho nên là... Bởi vậy như vậy chưa có cảm xúc là đúng rồi. Nói chung là cũng may mắn là cái mối quan hệ này vẫn còn lại, chứ là không có đứt. Thì chị hy vọng là tụi em còn rất là trẻ, với lại bây giờ mùa dịch mà trời ơi, có thêm cái người quan tâm thăm hỏi của mình thì tốt quá đi chứ. Thằng Trí hứa một câu cho tôi nghe coi à, hứa là anh sẽ quyết liệt hơn, anh sẽ quan tâm em nhiều hơn. Nói tôi nghe một câu coi nè. Thì sau cái chương trình này thì anh sẽ chủ động hơn, quyết liệt, táo bạo hơn. Nguyên cũng phải hứa là phải sẵn sàng, phải mở lòng, mới phải hợp một bên thì đâu có được, phải hai bên hợp tác với nhau mới được. Thì em cũng sẽ hứa sẽ hợp tác. Rồi thôi thay đổi nha. Rồi thôi, cũng chúc cho hai em vui nha. Rồi mình tiếp tục cái công việc của mình ha, giữ sức khỏe nha. Hẹn gặp lại tụi em ha. Dạ, cảm ơn chị Tường. Dạ, chị Tường. Bây giờ thì Tường sẽ kết nối với quý vị, gặp một bạn nữ đó là bạn Bảo Khánh nha quý vị nha. Rồi cho Tường kết nối với bạn Bảo Khánh à. Em rất là mong muốn tới đây để tìm được một nửa của chị em, rất là khao khát để tìm cho chị một mảnh tình. Thì qua chia sẻ của các anh thì em nghĩ là ngày hôm nay có thể là đó là định mệnh của chị em rồi. Lúc nãy anh có nói là anh ở bến Bình Đông, anh cũng nói là anh có thể sẽ ở Phú Quốc, thì cũng thật là trùng hợp chị em cũng ở Kiên Giang. Em cảm thấy là anh cũng rất chững chạc, đàng hoàng, tình cảm cũng giống như những gì mà chị mong muốn một người đàn ông của đời mình. Em mong chị là hãy lựa chọn theo con tim. Em cũng mà chị vẫn đang hoang mang em. Chị là bà Mai, bà mối chị hoang mang lắm. Chị sợ bạn gái em bẻ cong người đàn ông của chị. Không, mà cái này sáng hơn chị. Chắc tại mấy người trước thích uống trà sữa rồi đó chị. Này không thích nha, uống cà phê sữa đá hay gì nè. Anh thích uống gì? Dạ em, tại em làm bartender anh, cho nên là em thích uống rượu với lại cocktail. Uống rượu mạnh mẽ nha. Uống rượu mạnh mẽ nha. Trà sữa rồi. Rồi được. Rồi thì tới bên kia đi. Thằng em trai đi. Sao nè? Dạ, chào mọi người, em là Tiên, em là bạn của anh Linh. Bạn anh Linh. Dạ. Rồi. Theo cảm nhận của em thì chị ghế xanh có vẻ là phù hợp hơn. Ừ. Thật ra anh Linh ngày thường cũng rất là vui vẻ hoạt bát, chắc là do hôm nay lên TV nên rung. À vậy hả, bình thường cũng hoạt bát hả em? Dạ, nói chuyện cũng vui vẻ, cũng hay giúp đỡ. Rồi, cảm ơn em. Rồi em trai. Chào mọi người, mình là bạn của bạn Tùng. Theo như mình thấy thì hình như nếu đổi ghế lại thì có lẽ hợp hơn. Tại vì bạn Tùng thì làm công việc ba với hả, tính cách cũng kiểu giống như soi nổi à. Cho nên thích hợp với cái bạn nữ ghế xanh hơn. Bạn nữ thì cũng kiểu thích cho cái này nọ đi đây đi đó. Còn cái bạn nữ áo đỏ thì kiểu giống như hiền dịu nhẹ nhàng quá đi Cho nên nếu mà đi chung với bạn Tùng thì chắc không hợp cho lắm. Nếu đứng chung với bạn ghế xanh thì kiểu thư sinh này họ hợp hơn nhiều. Có nghĩa là giờ mình phải đổi cặp là hợp. Theo em là vậy phải không? Em thấy sao? Em có hoang mang lo lắng gì không? Dạ không, nãy giờ em vẫn suy nghĩ theo cái hướng của em. Hướng của em nhưng là hướng em gì? Em vẫn rất là cảm ơn bạn em đã góp ý cho em. Mà hướng em là hướng gì? Em đang biết em có bị bệ gãy hay không? Em đang biết em có bị bệ gãy hay không? À, có nghĩa là em vẫn là đang còn xăm xăm vô cô đỏ là cô ghế đỏ đàng hoàng. Vẫn còn chưa biết gì hết. Vậy cho họ gặp nhau đi nè chị. Cho họ gặp nhau đi. Mở cửa trái tim. Năm, bốn, ba, hai, một. Em thấy là hai bạn nữ bên đó thì bạn nào cũng xinh đẹp. Ừ. Bạn Khánh thì có lẽ là cá tính hơn.
chắc là do cái môi trường làm việc của bạn. Dạ, em thấy hai bạn rất là xinh. Bạn áo đen có thể là vui vẻ hơn. Tại em thấy bạn hay cười giống như em. Mục tiêu của em ban đầu là anh ghế đỏ. Thì khi mở cửa ra thì em sẽ nhìn anh ghế đỏ đầu tiên. Em có hoang mang, lo lắng gì không? Dạ không, nãy giờ em vẫn suy nghĩ theo cái hướng của em. Em đang biết em có bị bệ gãy hay không? Hai anh đều rất là chững chạc, đẹp trai, với lại hay cười. Bấm, hết thời gian. Chỉ có hai chiếc đèn sáng. Hello, chào Khánh. Dạ, em chào chị Tường ạ. Ngồi ở nhà mình đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi mùa dịch này khỏe không? Đang ở nhà với ai? Dạ em ở với anh hai của em. Mùa dịch này thì em làm online. Rồi dạ, chị mai mốt cho em xong á, tới cái lúc mà chương trình phát sóng lên á, chị coi lại mà chị mất cười muốn chết. Nhớ em nói em mà quen người nào là con trai nào là trai đó từ thẳng thành công luôn. Rồi sao? Rồi hiện giờ có thu hoạch thêm gì mới chưa? Dạ em không biết anh Tùng có gì hả? Sau cái chương trình thì anh Tùng cũng có liên hệ với em. Thì có chị nhắn tin thì anh cũng có kêu em là kiểu chợ ơi cái gì vậy bà, cái gì vậy bà. Cái gì sao? Ai nói gì vậy bà? Anh Tùng. Em nghĩ là cái đó chắc mình nói vui thôi chứ cũng không có xui thế vậy. Ủa nhưng mà giờ hai đứa còn liên hệ với nhau không? Hai bạn còn liên hệ với nhau không? Dạ cũng có, kiểu như bạn bè chị lâu lâu có nhắn tin. Tại vì hồi trước là có một lần là tình cờ em thì đi làm bằng Grab. Khi mà em đi từ công ty em về thì em bắt Grab á, thì em bắt cái anh là xe đó, thì em thấy cái tên là Lâm Thanh Tùng. Nhưng mà em đó giờ không có để ý cái tên anh Grab là cái gì hết. Để ý. Còn cái avatar thì em đâu để ý làm gì đâu. Nó chỉ là anh Tùng, em thấy cũng ngộ là lạ thôi. Thiệt là anh Tùng, anh chạy tới công ty của em là anh rước ngay chân em luôn đó chị. Nó là một cái gì thì lúc đó anh Tùng anh chở em về nhà. Thì đó là em cũng bất ngờ luôn. Tại vì em thấy em với anh có nhiều cái điểm giống nhau quá. Thế nên mà em bắt chiếc lát mà cũng bắt chúng anh Tùng. Hay quá ha. Ủa nhưng mà vậy mà sao không liên hệ quan tâm nhau nhiều hơn chút mà sao chỉ lâu lâu mới liên lạc với nhau nghe buồn quá vậy? Không có phát triển lên tình cảm lên được nữa hả? Thật ra cái cảm xúc của em lúc mà em bấm nút á là em đã dành nhỏ cảm xúc của em trong cái nút bấm đó rồi. Thì khi mà anh không bấm lại em á thì em cảm thấy nó hụt hẫng á chị. Nên là giống như cái cảm xúc của mình nó bị bơi rất là nhiều rồi. Đó, cho nên là khi mà em gặp ảnh hay gì thì em cũng chỉ cảm thấy là bình thường thôi, như bạn bè thôi. Rồi bây giờ là cũng nhắn tin qua lại, cũng có liên hệ lâu lâu hỏi thăm vậy thôi. Chứ không có gì phát triển, không có gì đặc biệt hết. Sau khi ghi hình tới nay rồi có thêm mối quan hệ nào khác nữa không? Thì sau cái chương trình nó phát sóng xong buổi tối hôm đó chị, là gia đình, ba mẹ em gọi cho em, đồng nghiệp em, bạn bè em gọi cho em quá trời. Cái đêm đó em không ngủ được luôn. Thì sau cái chương trình phát sóng thì em thấy là cũng có rất là nhiều người liên hệ với em. Em cảm thấy là sau anh Tùng mà anh không bấm em lúc đó thì cũng tạo ra cho em nhiều cái cơ hội hơn rất là nhiều người. Nhưng mà vui phải không? Sau khi tham gia chương trình xong là thấy có nhiều cái năng lượng tích cực hơn đúng không? Dạ đúng. Em thấy tham gia lúc đầu em cũng sợ là cái kết quả nó hiện lên là người ta không có bấm mình á thì nó hơi quê. Thì nhưng mà sau cái kết quả nó ra thì nó cũng như em tưởng tượng. Là mọi người đều nói là trời ơi, người ta đẹp gái vậy đó, hả? Chị dễ thương nhẹ mà không bấm. Thì em cũng đúng. Ok, thấy vui. Rồi thì bây giờ em có kế hoạch gì không? Bây giờ trong mùa dịch này thì em có kế hoạch cho cái cuộc sống của mình không? Dạ hiện tại thì em đang vẫn tiếp diễn công việc hàng ngày của em không? Bình thường thì mình lên công ty, còn bây giờ mà làm ở nhà nó sẽ hơi cực hơn xíu. Tại vì công việc của em là nó chuyên về giáo dục cho nên là nó có thể dạy trực tuyến á. Với lại là em cũng đang học thạc sĩ vào thứ bảy chủ nhật á, vào cuối tuần, cho nên là mọi thứ vẫn diễn ra một cách bận rộn. Rồi khi qua dịch em cũng tiếp diễn cái công việc như vậy thôi ạ. Em cũng hy vọng là các bạn nữ nào mà độc thân hoặc là không có cái cơ hội tiếp xúc với các bạn nam á, thì cũng nên mạnh dạn đăng ký tham gia cái chương trình này. Tại vì nó có rất là nhiều cái lợi cho mình. Là nếu mà mình hơn, mình bấm, mình được mắt cho nhau á thì là ok. Còn nếu mà không á thì bạn nam mà không bấm mình á thì mình cũng khá là có nhiều cái cơ hội hơn nữa. Khánh nói rất là đúng luôn á Khánh. Rồi ok Khánh, bây giờ chị Tường Khánh là cố gắng tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Rồi nếu mà có cũng vui gì hay gì nhớ báo cho Tường biết với nha. Dạ, cảm ơn chị, em chào chị. Ok.
hai đội coi đội nào ăn hết cái sợi dây này trước đội đó chiến thắng, được không? Oh. Chiến thắng sẽ có một phần quà đặc biệt từ ông Mai. Rồi, một hai ba, ăn đi. Ai ăn trước thì cái gì vậy, lụm lên, bậy bạ quá, nhanh lên. Không, cắn nẻ vậy, nó dễ vỡ, nó mong manh vậy. Mình phải níu giữ mối quan hệ này chứ, đừng nên đứt đừng nên đứt gánh. Bên kia người ta nhai ngon nhõm nhẽm ngon rồi kìa. Từ từ thôi nè. Ăn liên tục mà cứ ăn thì đâu có, thằng này nó ăn nãy giờ rồi, chị thấy mà. Vậy ăn hết thì em đi. Không, nhưng mà em cũng phải ngậm, anh đứt dây là thua. Ăn đi, tôi qua coi bên đây coi. Cái này tượng trưng cho mối quan hệ của mình đó, đó đừng nên dùng tóc dài. Bên này ổn nè, bên này ổn nè. Bên này đó, từ từ đang tiến sát gần nhau rồi nè. Lẹ lên. Ôi, không ăn đâu, em nhìn. Bây giờ em không ăn đi, cà lăm cái gì, em không ăn thì em ngậm đi để cho ảnh ăn. Ôi, em. Sao vậy, sao cà lăm luôn vậy? Nè, cái mối quan hệ tôi càng ngày càng gần rồi nha. Ủa, sao bên đây cà lăm luôn rồi? Hả? Em nhìn. Cái gì vậy? Cái cà. Ủa, sao bòi cà lăm luôn vậy? Chủ gì? Hả? Em nhìn cái miệng của anh. Cái miệng sao? Cái miệng tao dễ thương mà. Tội. Bé bị gì vậy? Em nói không vô. Hả? Sao? Đó cái miệng. Được. Đem lại nụ cười cho bạn nữ rồi. Còn bên đây sao? Tuyên tới đây là ngưng lại luôn rồi. Không phải, em bị hạ đường. Cái này nó chua. Ủa sao bên đây là ngọt quá, bên đó là chua quá? Rất là chua. Nãy giờ là không ăn kẹo. Bây giờ đưa tay ra cho anh nắm coi. Giờ mới chạm nè. Coi điện có truyền qua không? Rồi. Anh chìm nhẹ nhẹ ngang được, em xỉu được anh rồi. Đỡ. Khi nào giờ mới được nắm tay? Nắm đi. Nắm tay, nhìn vô mắt nhau 10 giây nha. Nói thử coi có cà lắm không? Anh ơi, anh thấy em sao? Anh ơi. Hơi. Anh thấy em sao? Em... em rất là xinh đẹp và tài giỏi. Thì anh hy vọng em sẽ về cùng anh. Chắc cú luôn vậy hả? Chắc cú luôn. Không có suy nghĩ gì nữa hả? Không cần suy nghĩ. Trả về. Sau khi tham gia chương trình đó, thì cảm thấy của mình nó rất là hồi hộp, nhưng mà cũng rất là vui. Giữa mình với lại bạn, với lại anh Hà thì cũng có liên lạc với nhau, cũng có nói chuyện thường xuyên với nhau. Nhưng mà cũng đang còn tìm hiểu thôi chứ chưa có tính xa hơn. Tại vì khoảng cách của hai người cũng xa quá nên không có tìm hiểu xa sâu hơn được. Khi mà nghe chương trình có cái trò chơi đó là giật mình luôn. Cái khúc đó là cái khúc mà em nhớ nhất luôn á. Tại vì gung quá trời gung, tự nhiên cái gặp cái mình, cái tự nhiên cái mình đứng đối diện với cái người mà mình từ nào giờ mình đâu có quen biết đâu, tự nhiên nói chuyện được có mấy câu, cái tự nhiên cái gặp mặt vậy đâu có được, mặc cỡ lắm, ngại lắm, cảm giác sợ á. Tại vì từ hồi nào giờ chưa có mà gặp ai mà mình bị cà lâm vậy á, cũng chưa bao giờ mà cận mặt một cái người lạ mà sát bên vậy hết, nên run lắm, cảm giác nó kỳ lắm, nó run lắm. Sau chương trình đó thì thấy anh Hà cũng rất là dễ thương, cảm thấy anh rất là tốt, nói chuyện cũng rất là nhỏ nhẹ ngọt ngào nữa. Em gái của mình là người đăng ký chương trình cho mình thì có nói là trong chương trình thì anh Hà cũng rất là dễ thương, nói chung là anh Hà rất là hợp với mình. Nhưng mà còn chuyện tiến tới được hay không thì em gái không có biết được. Rồi thì bây giờ em có kế hoạch gì không? Bây giờ trong mùa dịch này thì em có kế hoạch cho cái cuộc sống của mình không? Mùa dịch này thì rất là khó khăn cho tất cả mọi người luôn, chứ không có riêng gì mình và em gái của mình. Thì dịch rất may mắn là mình có quê để mình về. Có những bạn ở Sài Gòn thì rất là khó, mình biết là có những bạn ở Sài Gòn rất là khó khăn. Nhưng mà mình mong các bạn sẽ vượt qua được cái việc khó khăn lần này. Thì công việc của mình thì cũng bị gián đoạn nhiều lắm. Tại vì dịch này thì rất là ít người sử dụng mỹ phẩm, công việc của mình cũng bị gián đoạn nhiều lắm. Nhưng mà rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn thôi. Em cảm ơn chương trình rất là nhiều là đã cho em cơ hội để được lên giao lưu với tất cả các bạn và ở trên chương trình.
Và em mong là chương trình của mình sẽ là ngày phát triển tốt hơn để có thể giúp những bạn mà chưa có tìm được một nửa kia của mình có thể sẽ tìm được hạnh phúc cho mình sớm hơn. Là em cảm ơn chương trình nhiều ạ. Rồi, nếu mà có tin vui gì hay gì nhớ bảo em từng biết giống nha. Và chúng ta sẽ đón xem chương trình ghép đôi vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 nhé. Và 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của MTV Media. Khán giả ơi, chúng ta hãy tải app Netlove để được đón xem chương trình nha quý khán giả. Thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị